Hỏi: Kỳ quái, tại sao các ống nước nhiều nơi ở Vạn Phật Thành đều bị bể và còn phun nước ra rất cao? Hòa thượng: Ai bảo quý vị hay nổi nóng chi? Hòa thượng: Ngày mai con đi xem đất nhé. Đệ tử: Nếu xem đất thì con nên xem những gì? Hòa thượng: Nơi có núi, có nước, có cây lớn, cây thì nên như cây tùng, cây bách. Cây không bị rụng lá thì mới có thể trở thành vật liệu hữu dụng. Cây mà rụng lá thì vô dụng, không thể thành vật liệu được. Ở trong Vạn Phật Thành, chúng ta sẽ từ từ biến đổi là trồng một số cây tùng bách để thế cho các cây bị rụng lá. Hòa thượng: Viện dịch kinh ở Burlingame nên xây thêm phần nhà bếp. Đệ tử: Chúng con phải nên làm sao để xây thêm nhà bếp và xây ở đâu? Hòa thượng: Ngay dưới lầu, khoảng đất trống ở giữa vách tường rào và nhà, mình lợp thêm mái nóc ở trên là được rồi. Nhà hàng Quân Khang, Trinh Khang, ở Vạn Phật Thành nên dời về phía trước của văn phòng tiếp khách. Đệ tử: Vậy nhà bếp nên đặt ở nơi nào? Hòa thượng: Chỗ đất trống phía sau văn phòng, mình che thêm mái nhà là được rồi. Đệ tử nghĩ lại liền sực tỉnh ra. Mình sao ngu thế, cách thức đơn giản ngay đó mà cũng nghĩ không ra. Ngũ quán đường, nhà ăn của Vạn Phật, chánh điện ở chùa Long Beach, trường đề không phải là cũng đều xây theo kiểu như vậy hay sao? Lợi dụng ba bức tường đã sẵn có, mình che lên thêm mái nhà và lại dựng thêm một bức tường nữa là được rồi. Vừa tiết kiệm tiền, lại vừa tiện dụng nữa.